em ra sân bay em gặp hai trái yêu đáng yêu. Say hi đi chế. Say hi. Hello chế ơi, khỏe không trái yêu ơi? Đó, vài tháng nữa em về chế ơi, đợt này về sửa mũi ưng dễ sợ chế. Ưng không? Ưng hen, hôm nay là ngày thứ mười mấy rồi. Hôm nay ngày thứ 14 rồi chế. Ừ. Em kể chế yêu nghe hồi nãy bực lắm chế. Em là lúc đầu á, em giật chút thôi. Em lúc đầu á là em có em mua cái vé này á là em mua cho em thôi, em không có mua cho thằng em. Cái thằng em nó đòi về chung, cái em mới mua cho nó về. Xong cái hen là em hèn chi lúc đó em mua em thấy cái vé của nó hơn của em mấy trăm đồng. Đó thì lúc mà hôm bữa em bay từ em đi Qatar nha chế, hãng Qatar nha. Đó là hôm bữa em đi từ bên châu Âu về Sài Gòn thì em có quá cảnh ở Qatar đó thì được vô phòng lao, mà lúc đó quá cảnh có 2 tiếng rồi chế. Cái đợt về chế cũng khứ hồi nha, mua khứ hồi mà không biết sao cái gói sao á, thằng em được vô phòng lao mà em cũng đi xin mà không được vô phòng lao chế. Mà ức ơ hơn nữa trời ơi, cái này mới nóng háng hơn nè chế. Là ở bên lúc mà em về Việt Nam á thì quá cảnh bên Doha có 2 tiếng đồng hồ mà. Trong khi đó đợt này em về lại châu Âu quá cảnh 6 tiếng mà không được vô. Không được vô phòng lao. Ức ơ không? Trời ơi, lúc bút vé máy bay không có đọc gì hết trơn em đó chế. Lỗi em mô Phật. Thôi giờ á là thì ra giờ là phải lên máy bay rồi đó chế. Mà em còn lú đợn ở đây đó. Ừ, em còn lú đợn, em chưa muốn lên. Mấy giờ rồi? Giờ boarding rồi. Ok, hello chế ơi, em lên máy bay rồi. Nghe được không chế? Nó ồn quá nghe. Ồn quá nghe, lên rồi nó có hu hèn. Mấy cái chật đó hả? Nó chật đó. Ê da, cái gối chế. Cho em người chút chét à. Nghĩ sao chật nổi. Nghĩ sao chật nổi. Đóng cửa lại đi. Nãy giờ nói chuyện bằng tay kế bên nó nhìn em ngoài nó tưởng em mắc bố chứ. Ủa đó, để em kể nghe nãy không. Nãy kêu menu mà em là mới sửa mũi chứ đâu có được ăn kiêng thịt bò nè, tôm hải sản nước ơ này kia đó, bây giờ không nhớ nữa. Nói chung là nhiều lắm lắm chứ á, mà trong đây bây giờ nó toàn là có súp, em không ăn súp nhớt nhợt. Giờ ăn nãy không ăn được cái bò, cái em ăn cái arabe gì này, meze gì chứ. Ồ em kêu cái meze me ơ gì đó. Ừ, em cũng mấy cái đó gì nó kêu là đồ chai. Ừ, nãy kêu đồ chai đó. Xong cái chế đó giới thiệu em cái này là gì, cơm gà Việt Nam, nghe ngứa không, đang ở Việt Nam đang mới dứt mỏ Việt Nam xong ăn cơm gà Việt Nam liền chế với một dĩa cheese platte rồi mình ăn phô mai mình dẫm á chế đó, mình dẫm tu. Chế thấy mũi làm sao chế, hỏi thiệt luôn thấy mũi sao, comment dứt mũi sao chế. Giờ coi phim không chế, bây giờ coi phim sao nói chuyện chế. Chưa có phim sao nói chuyện, bây giờ mình cũng còn tâm sự mình sàm sàm xí dú nhau chứ, phải không? Chế ơi, em đợi máy bay nó cất cánh mà mòn mỏi luôn. Trời ơi em ơi, bây giờ em đi ngủ xíu, em buồn ngủ quá. Hai con mắt không biết sao nó dính này luôn đó, hay là lông mi dài quá nó dính em cũng không biết nữa, mà chế nghe em được. Giờ em nói chuyện em còn không nghe em được nữa nè. Rồi em buồn ngủ quá, em ngủ tí xíu xíu xíu. Rồi xong cái em dậy nha. Em dậy, xong rồi em ăn, rồi em nói chuyện tiếp với cái yêu. Bye. Thôi chế ơi, chế em đi thay đồ chứ định ngủ mà ngủ không được. Ồ, tự nhiên hồi nãy lúc mà nó đang riu 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 chứ biết không. Ừ, chuẩn bị cất cánh nó đang riu riu á. Ừ, thì ngủ mà bây giờ bay rần rần hết ngủ. Giờ coi phim. Thôi vậy em đi thay đồ. Trời, đi thay đồ đi. Lát nữa để mình đọt bia cái là mình ngủ luôn. Cưng không chứ? Trời, cái meze thì nó ra rồi nè chứ. Trời, mẹ mới đem cái meze. Ủa, cái này cái gì vậy ta? À, bánh mì. Này bánh mì chế. Ừ, để chắc quệt cái này nè đó. Em nhìn ngán quá không. Chiêu nghe nãy ăn cái mà cái gì đó, cái ba cái chén đồ mình em không biết đồ gì nữa, nó kỳ cục lắm. Cái sau cái ăn vô nó ngon ngang chứ,
ăn tập bậy bạ gì cái nó ngay cái giờ em nói nãy em nói chế kia là hồi no quá không ăn nó đâu không ăn gì không gà nó thôi giờ em coi phim đi ngủ giờ 10 giờ thiếu chín mấy 10 giờ cái giờ em đi ngủ mấy tiếng xem vậy là vừa em mới mượn được cục sạc chứ em quên em cục sạc mà đi nói pin à. Có đi coi cái chai bên này rồi chế mà nó sót ruột nó không có dám mua hôm nay em định là để bữa nay về mới mua mà để coi coi hôm nay còn sót ruột không uống thuốc đau bụng rồi chế em uống thuốc đau bụng trước khi mua bộ còn đau sót á ồ em phải mua cái này để lót á cái dưỡng chế cái correction skin stick gì nè đó bà giới thiệu em với cây này hello trời ơi chế nhìn con mẹ gấu nè em hồi nãy à chiến thắng bản thân chứ chiến thắng bản thân đi vô coi chai dầu thơm ngửa ngửa xịt xịt đầy mịn trên cái đó thơm người xong đi ra không mua thấy tiết kiệm ghê không không mua thôi em định đi bên hướng kia chứ hồi nãy em định đi hướng kia mà LV bên bển nên là đi là tốn tiền chứ ơi mà không phải tốn tiền vô cái thở không được chứ không phải tốn tiền chứ có tiền mẹ đâu tốn chế cái tiệm vàng dữ không chế ù tiệm vàng quá sức luôn giờ cũng như 2 giờ sáng rồi chế 2 giờ sáng hôm nay là 4-5 giờ ở Việt Nam mình nó chế gần 4-5 giờ rồi đó mà thấy em tỉnh chưa gùi không tỉnh ghê không em vẫn luôn cái áo cho mấy vai xuống nhưng mà em có lót thêm nó trong hồi nãy ngủ đâu có lót trong đâu giờ em lót thêm nó trong đó vậy đó lại hàng hiệu quẹo ra tốn tiền trời ơi dễ thương lắm chế dễ thương nha. Ồ, để em kể cho nghe, tại vì em đang ở trong toilet người. Em đi toilet cho người ở khuyết tật có chế, tại biết sao không? Không phải dặn, mới có dặn đâu. Sao hồi nãy là cái toilet bên nữ là bên kia đang dọn dẹp chế. Cái xong cái hồi nãy em vừa mới đi vô đây em kiếm toilet mò kiếm toilet đó. Cái xong cái có cái khách thì dễ thương lắm, cái cô kia kìa của nó toilet đang đóng rồi, toilet đang dọn dẹp rồi thôi, bé đi bên này đi. Cái em nói, thường không, đi bên sổ, bà nói, tao mới đi rồi, mày đi đi. Cái xong bà mở cửa, bà tắm vô, mày đi. Cái nói, dễ thương vậy trời. Trời ơi, lúc đầu lại không có mắc gì đâu chế. Nói quá bị mắc á. Nó nực chế. Nó nực lắm luôn á. Ủa lát qua châu Âu là nó quéo luôn nè. Lát qua tới Hà Lan coi quéo liền. Quéo liền. Cái view dưới đẹp quá để quay cho mấy chế coi view dưới đẹp hơn đó hồi nãy mình đi ở dưới cái mình nhìn thấy mấy anh trong bếp trên đây cái view mình lên trên đây mình nhìn xuống dưới hả it's open 24/7 còn it opens 24/7 tao mới dưới xong mà tao mới mua đồ lên mà one way nè hồi nãy mua hai cái nút tóc kêu cái dessert coi. Ê, dessert có kem. Ê, có ai mà sáng giờ ăn kem không? Ê, có ai sáng giờ ăn kem không nè?
cái vấn đề nè. Thôi bây giờ lát nửa sáng mình sẽ kêu một cái vanilla bean and tiramisu. I will eat the tiramisu and you will have the vanilla, ok? Trà đá một ly nước rồi muốn gì nữa? Cái này cái gì mà sao rau không vậy? Không biết, tôi thấy nó tôi thấy nó là... tôi thấy nó trứng không? Với lại thì nhớ cái này đồ Hà La nha. Đồ Hà La? À, đồ Hà La chứ. Còn đồ Hà La là đồ ngược lại của Hà La. Trà đá nhà làm coi là đó. Nói trong đó có gì nè. Wow. Nói cho thấy không, em đi tới đâu cũng không cái món truyền thống trà đá nước với chè với nước đá mà mẻ ngựa thêm miếng chanh nữa nè đó, cưng không? Đâu review cái khô cỡ nào đó, cố lên. Nó dùng hết quá. Sức lực nè, dùng hết sức lực, cố lên. Like medium rare. Ok, is she fully overcooked? Không, tôi sợ mũi tôi không được ăn rồi. Ăn đi. Ai cái gì đang đứng lên nhỉ? Cái đó là gì đứng nhỉ? Cái đó là cái gì đứng đứng vậy? Ngón tay ai vậy? Ờ, đúng rồi, phải để ngón tay người ta nằm xuống chứ tự nhiên bắt ngón tay người ta đứng lên. Không có nước sốt là bình thường. Ừ, thì chan nước sốt lên. Nhìn thử sao à? Sao nó sốt là nước tương? Đâu phải nước tương đâu. Hay là tại vì cái đũa cậu dính nước tương? Tương đen hả? Tiêu đen hay gì đó. Ừ. Nó thâm thâm. Nó thâm thâm thầm thầm. Không, không ăn đâu. Đâu ăn được đâu. Trời xuất sắc luôn mấy ơi, có xà bông luôn chứ không mang đâu. Thôi giờ em tắm nha. Không có gì đã bằng đi tắm hết chứ ơi. Nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt, nói chung là tất cả vân 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 vân. Em không cần đi therapy luôn chứ. Ừ, không cần đi therapy, em đi gội đầu với đi tắm là xong liền. Thôi nó ra rồi nó mát, em xì ba trong chóng luôn chứ.